Xin chào các quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin đưa đến một chủ đề, đó là đũa L. Đũa L trong ngành cảm xạ năng lượng dùng để đo khí thở trong ngôi nhà của quý vị các bạn hoặc trong công sở. Khí là một nguồn năng lượng mà luôn luôn giúp chúng ta có thể phát triển được các mô tế bào và giúp cho chúng ta có một năng lực thở để giúp cho quả tim, giúp cho não bộ chúng ta được thông suốt từ trên đỉnh đầu, đó là luân xa 7, xuống tới các ngón chân của chúng ta và đi qua các ngón tay nữa. Và nếu như bình thường thì quý vị và các bạn có chắc là phải mua một cái máy để đo hàm lượng khí oxy trong gia đình của chúng ta. Nhưng với môn cảm xạ năng lượng, quý vị các bạn sẽ nhận biết được khí tốt hay khí xấu qua đôi đũa L. Và khi nhận biết được là khí tốt hoặc là khí xấu, bằng cách là đũa L sẽ chập vào, sẽ báo cho chúng ta là khí tốt và doãn ra là khí xấu, thì chúng ta lại tiếp tục dùng với con lắc vật chứng và cảm sơ đồ tổng hợp để chúng ta nhận biết được là khí tốt đó là bao nhiêu phần trăm và khí xấu đó là bao nhiêu phần trăm. Sự chính xác chỉ dành riêng cho quý vị các bạn nào đam mê bộ môn cảm xạ năng lượng. Tuy nhiên, không phải chỉ cần có dùng đũa L để đo khí, mà đũa L cũng có thể tìm được đại huyệt long mạch ở dưới đất. Quý vị và các bạn sẽ xem video dưới đây. Đây là cái đũa cuối cùng trong cảm xạ năng lượng. Đũa cuối cùng, đây là cái đũa L. Đây là một đôi bằng đồng. Và ở đây nó có hai cái đầu giò. Hãy chú ý, cái đầu này có thể tháo ra được này. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trước khi dùng, chúng ta phải ấn vào. Ấn vào cho chặt, không có nó rơi nha. Đũa L để làm gì? Đũa L trong ngành cảm xạ để làm gì? Đũa L để đo khí trên mặt đất nơi chúng ta ở. Khí nó tốt thì cái đầu đũa này này nó sẽ chập vào như thế này. Còn nếu như nó không tốt ấy là nó sẽ doãn ra hai bên như thế này. Rồi, cách cầm nhé. Chúng ta đứng lên không ngồi đâu. Khí tốt nó sẽ chụm lại như này con này. Dạ. Chúng ta sẽ cầm ở cái cán của cái đũa L này thôi. Ok, tại không cầm cái đũa ra thì làm sao mà tập được con? Chúng ta để song song trên một mặt phẳng. Và chúng ta sẽ hỏi, chúng ta sẽ chiếu vào bất kỳ chỗ nào. Và chúng ta sẽ hỏi, hãy cho tôi biết khí ở đây tốt hay xấu. Nếu tốt thì đũa đây, cầm hai tay song song như của thầy này. Đây, chúng ta nắm như này, tay chúng ta nắm như thế này. Không chạm lên trên. Chúng ta cầm cho nó song song, khép nách lại và cầm song song như thế này. Cái gì cơ? À, sao 20 phân thôi? 20-25 phân. Sau đó đặt câu hỏi, hãy cho tôi biết khí điện từ trường quay thuận hay quay nghịch. Trông nhìn cái của sư phụ này. Nhìn cái sư phụ này. Đấy, nhà sư phụ nó chụp lại luôn này. Nhà con nó cũng chụp rồi con rồi. Ok, tốt. Nhà con nó chụp vào. Nhìn thấy rồi còn. Đây, nhà con nó chụp vào.
Đấy, con hỏi đi, con hỏi hãy cho tôi biết khí của tôi ở nhà tôi tốt hay xấu. Nếu tốt thì khí trụm vào, và nếu không tốt thì khí thì đua doãng ra. Và cái này nó rất hay ở một cái điểm như thế này. Nếu như chúng ta đứng đối diện với một cái gương thì chúng ta sẽ thấy là đũa nó doãng sang hai bên luôn. Bởi vì cái gương là nó sẽ phóng năng lượng, nó sẽ làm không tốt cho sức khỏe, cho nên là mình đứng trước cái gương một cái là cái đũa nó tòe ra ngay. Bây giờ chúng ta có thể thử được. Nó doãng sang hai bên ngay. Video này tôi hướng dẫn cho những người nào mà không có điều kiện để đi học được thì chúng ta có thể mua đũa L do Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam của chúng tôi cung cấp. Đó, chập vào là tốt, ok, chỗ thuận là tốt. Chúng ta có thể quay ra hướng khác, chúng ta có thể quay sang một hướng khác để chúng ta kiểm tra. Chiếc đũa này được Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam chế tác, sản xuất, và đây là bản quyền của Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam. Chúng ta có thể đăng ký mua. Có một cái cây này nó bị hơi lỏng như này có sao không? Chả có cái nào lỏng cả, cái nào cũng thế thôi. Cái này nó chặt này, cái này nó không có sục sạch này, còn cái này đâu. Cái nào chặt là chính con lại phải ấn để cho nó sập sạch mới đúng. Đấy là, cái này sao nó lại... Nó không phải là sập sạch đâu, con ấn nó vào. Sư phụ bảo này, nhìn đây này, vặn như này cho nó trơn cái là nó phải lỏng lẻo như này mới đúng này. Nghe chưa? Dạ. Thì con ấn... Nó không có cái độ đưa lên đưa xuống. Cần gì phải đưa lên đưa xuống, miễn là nó như thế này, nó hoạt động như này. Nó quay tròn là được gì? Các con đi tìm đi. Chiếc đũa L này nó rất là cẩn thận. Ô, dính lại có đôi này rồi à? Thầy lại vừa chuyển cho con một đôi nữa đấy. Chắc là con có đôi này, anh có tắt rồi. Ồ, thế thì đũa chữ Y con không có à? Đũa chữ Y là... Không, con chỉ có đũa chữ L này. Thế thì thầy lại gửi nhầm rồi. Thế thì nhận được thì gửi lại cho thầy để thầy gửi đũa chữ Y nhá. Dạ vâng. Rồi chúng ta đi tìm, đi từ từ. Chúng ta không... Các chú con là tốt hết rồi. Tốt hết hả? Ok, chúc mừng. Nhưng mà chỗ khác không biết sao. À, mình phải kiểm tra hết nhé. Tại ơi, tay mình để vuông góc nhá. Tay mình để vuông góc như thế này. Không, đấy là cao quá. Con để thấp xuống. Nhìn tay thầy này. Nhìn tay thầy đứng này. Vuông góc. Con hiểu rồi. Chương trình lớp cảm xạ online của chúng tôi nó có một cái đặc biệt, đó là giống y xì như tại các trung tâm, cho nên mọi người không cần phải lăn tăn khi mà học lớp cảm xạ online này, bởi vì độ chính xác lại còn rất cao, bởi do chính tôi là chuyên gia cảm xạ hướng dẫn và truyền thụ năng lượng, truyền tải năng lượng, cho nên là tất cả mọi người đạt được cái khả năng tự chữa bệnh rất cao. Một chút nữa thì chúng ta sẽ nghe những bạn học ở trong lớp này chia sẻ. Cảm ơn các quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, và mọi chi tiết liên hệ để đăng ký học hoặc để hướng dẫn phong thủy hoặc chữa bệnh từ xa theo số điện thoại 0981 559 559. Quý vị các bạn hãy xem trên website của chúng tôi, ở đó có hàng ngàn bài viết. Quý vị các bạn có thể đọc để hiểu về ngành cảm xạ năng lượng này và về phương pháp chấn rạch phù hợp với phong thủy, phương pháp về tâm linh và cách luyện tập tâm linh ra sao trên nguyễngọcsơn.vn.
Một lần nữa, cảm ơn các quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.